Xin thân chào các bạn. Chúng ta tiếp tục với phần 3 của phần nói chuyện chuyên đề về liệu pháp thân chủ trọng tâm. Đây là chương trình để tôi giúp mọi người có thể ôn tập lại, học lại những cái lý thuyết chuyên môn về tâm lý trị liệu. Chúng ta đang theo dòng thời gian, chúng ta đang trình bày về những cái lý thuyết của trường phái thân chủ trọng tâm. Và trong cái kỳ thứ hai thì tôi đã trình bày với các bạn về cái ngã như một tiến trình cũng như là con người trong bối cảnh, và chúng ta sẽ tiếp tục ở phần 3 để nói về cái mối quan hệ giao tiếp và cái sự trải nghiệm của một cái con người ha, trong cái tiến trình thể hiện cái ngã của mình. Tôi xin phép tiếp tục, và trước khi tiếp tục thì tôi cũng nhắc lại rằng những cái nội dung này nó đã có trong cái tập tài liệu tham khảo về tâm lý trị liệu của câu lạc bộ Trăng Non, và những cái kỳ nói chuyện như thế này được thực hiện livestream trực tiếp ở trên cái trang Đi Qua Màn Sương, và sau đó tôi cũng sẽ tải sang cái kênh YouTube Trăng Non Online để lưu giữ, và các bạn cũng có thể tham khảo trở lại. Chúng ta sẽ nói về cái tính giao tiếp ở giữa những cái con người với nhau trong cái nội dung chung, đó là lý thuyết về liệu pháp thân chủ trọng tâm, và đây là phần thứ ba. Cái sự thúc đẩy việc giao tiếp giữa những cá nhân là rất quan trọng. Và mặc dù là những cá nhân có thể có những cái nhận thức khác nhau, và cũng có thể cái sự nhận thức khác nhau đó được thể hiện trong cái tương giao giữa hai cái cá nhân, một bên là thân chủ và một bên là nhà trị liệu, thì khi mình xem xét giữa hai con người có những nhận thức và cách nhìn khác nhau, thì việc thúc đẩy sự giao tiếp giữa những cái cá nhân như thế được xem là quan trọng hơn là mình xem xét quan điểm ai đúng ai sai. Nhắc lại, ta không xem xét cái cách nhìn nào đúng, cách nhìn nào sai, mà việc thúc đẩy sự giao tiếp đó nó quan trọng hơn cái việc mà xem xét ai đúng ai sai. Việc cởi mở chia sẻ những cảm xúc và quan điểm theo cách thức tôn trọng lẫn nhau trong một bầu khí có tính chấp nhận thì sẽ thúc đẩy mối quan hệ hướng đến sự hài hòa giữa những đối tác và huy động được sự thông thái của cả hai bên, hoặc nói cách khác là sự thông thái của một nhóm người. Đây cũng là điều quan trọng trong cuộc sống của các lứa đôi, cuộc sống gia đình, làm việc giữa những người trong cùng cơ quan, giữa các dân tộc và giữa các quốc gia. Đây là cái cách nhìn về như thế nào là giao tiếp và thúc đẩy giao tiếp như thế nào để cho có thể mở ra việc chia sẻ các quan điểm. Đó chính là cái nhìn và cái chủ trương, hay là mình nói sâu hơn đó là những cái tôn chỉ của những cái tác giả trong trường phái thân chủ trọng tâm. Và cái việc mà ứng dụng cái cách nhìn này, cách làm này không chỉ dừng lại trong khuôn khổ của tâm lý trị liệu, mà nó còn mở rộng ra ở trong mối tương quan bên ngoài, ở trong gia đình, trong xã, ngoài xã hội, cũng như là giữa các dân tộc và các quốc gia. Chính vì vậy cho nên ngay từ cái phần đầu tiên thì chúng ta cũng biết rằng cái từ mà gọi là client center nó được mở rộng ra, và sau này nó thành ra là cái khái niệm về person center, nhân vị trọng tâm. Đó là một cái cách hình dung về sự mở rộng của cái cách tiếp cận thân chủ trọng tâm ở trong tâm lý trị liệu, và mở rộng ra thành ra nhân vị trọng tâm ở trong các cái mối quan hệ và tương tác khác bên ngoài cái khuôn khổ của tâm lý trị liệu. Tôi sẽ tiếp tục với các bạn về phần nói về mối quan hệ hài hòa giữa hai cái ngã. Trong giao tiếp, tất nhiên chúng ta sẽ có những cái đối tác khác nhau, đó là những con người khác nhau. Vậy thì trong cái trường phái này xem xét về mối quan hệ giữa hai cái ngã như thế nào.
Mối quan hệ hài hòa giữa hai cái ngã, đó là một tiến trình giao tiếp mà trong đó tất cả các khía cạnh của cái ngã được tôn trọng, được lắng nghe và đều quan trọng ngang nhau ở hai phía đối tác. Bởi ngoặt ra mình có thể hình dung đấy, đây chính là cái khởi đầu của những cái cách làm việc mà theo nhãn quan hậu hiện đại, người ta nhấn mạnh vào cái tính tương quan qua lại và bình đẳng giữa nhà trị liệu và thân chủ, khác với lại những cái loại tâm lý trị liệu cổ điển ban đầu xem vị thân chủ, thêm xem thân chủ như là một cái người mà chịu những cái dẫn dắt hoặc là tác động của cái vị chuyên gia nha. Thì cái mối quan hệ theo kiểu đó nó không bình đẳng lắm. Tôi xin trở lại tiếp tục. Khi được lắng nghe một cách thân hữu, cởi mở, tất cả những khía cạnh của cái ngã, ví dụ như ý nghĩ, cảm xúc và những trải nghiệm, bao gồm cả những cái lời nói bên trong, những cái inner voice được nhập tâm từ cha mẹ và xã hội, thì khả năng bên trong của mỗi người sẽ vận hành hướng đến sự tổng hợp đầy sáng tạo. Ta nói điều đó khi có cả xem xét về cả hai phía. Tất cả những tiếng nói bên trong cũng có thể tham gia góp phần vào. Ở trong cái trình bày này, tôi xin chú giải thêm, tức là những tác giả của trường phái thân chủ trọng tâm, người ta tránh nói đến cái gì đó được cấu trúc ở bên trong cái vô thức, hoặc cái gì đó được nhập tâm từ cha mẹ theo những cái khái niệm của những cái trường phái có trước, ví dụ như trường phái phân tâm. Ở đây người ta chỉ dùng một cái khái niệm khác nhẹ nhàng hơn, đó là inner voice, hay là cái phần siêu tôi mà đã được nhập tâm từ cha mẹ cũng như được học hỏi bởi cái nền giáo dục của xã hội. Tôi xin tiếp tục ha. Khái niệm về sự hài hòa, congruence, thì nó chính là một cái tiến trình nội tại. Đó là cách nói của tác giả Lee Thayer năm 1991. Sự hài hòa, congruence, không có nghĩa là nó phải đồng bộ ở bên trong. Cái khái niệm ở đây nó hơi phức tạp để nó phân biệt giữa cái inner harmony với cái khái niệm về congruence. Ta không đang nói về cái nghĩa hài hòa là harmony, tức là theo kiểu nó một cái gì đó nó an lành, cái gì đó nó tĩnh tại, lặng lẽ. Cái sự hài hòa mà theo cái nghĩa của từ congruence ở đây đó, nó không có nói theo cái nghĩa như vậy. Mà khi ta nói về harmony, tức là cái gì nó tĩnh tại, nó bình lặng, thì nó chỉ có thể xuất hiện một khoảng thời gian nào đó rồi mất đi. Nhưng cái việc mà ta đang nói đến về sự hài hòa theo nghĩa của chữ congruence thì nó có nghĩa là nó có một cái tính cởi mở và chấp nhận tất cả những gì xảy đến và đi. Nó có thể giúp cho bản thân một người chấp nhận luôn cả những cái tiếng nói bên trong, những cái inner voice ở bên trong của mình, và nó không làm nên những cái xung khắc giữa cái phần này với cái phần kia, hay là cái phần bên trong với phần thể hiện ra bên ngoài của một người. Tiến trình ấy có tính tổng hợp một cách sáng tạo, và cái sự nó sẽ tạo nên cái sự vận hành đi tới của cái tâm trí của cá nhân đó. Ta sẽ nói sang cái phần về trải nghiệm, cảm xúc và tình cảm. Nhà trị liệu thân chủ trọng tâm vừa đánh giá cao những cái suy nghĩ thông minh hợp lý, vừa xem trọng những cái cảm xúc và trải nghiệm. Tất cả đều là những nguồn thông tin quan trọng về cách thức mà con người đương đầu một cách sáng tạo với thế giới bên ngoài. Tất cả những gì hiện ra trong cái bản thân của thân chủ hay là của chính mình luôn thì đều được đánh giá cao và xem trọng. Tuy nhiên, những trải nghiệm thì không giống như là các suy nghĩ hợp lý. Tuy vậy, chúng là những cái cách thức căn cơ hơn, giúp con người hiểu được bản thân
và thế giới bên ngoài. Trải nghiệm cũng khác với tình cảm. Trải nghiệm là experience, tình cảm là emotion. Trải nghiệm thì cũng khác với tình cảm. Trải nghiệm là mô hình nhận biết một cách trực tiếp, không dùng lời. Các cách thức vận hành và mối quan hệ trong thế giới, mình nhận biết về những cái gì đó đang vận hành trong cái thế giới bên ngoài, xung quanh mình, cũng như là mình nhận biết một cách trực tiếp, không dùng lời, về những gì đang xảy ra giữa bản thân ta và thế giới xung quanh. Kể cả là khi ta nhận biết được những cái thành tố ở bên trong cái ngã của chính mình. Trải nghiệm bao gồm cả những điều được gọi là trực giác, intuition. Tuy nhiên, cái việc mà ta đang nói về trực giác hoặc là trải nghiệm ở đây không có cái gì gọi là huyền bí hay là tâm linh huyền bí ở đây cả. Chúng ta vẫn thường có những cái cảm nhận và nhận biết được trước về những mối liên hệ mà chúng khó có thể diễn tả ra bằng lời. Nhiều khi, ví dụ như ta nhìn thấy một cái vẻ mặt đang ủ dột của ai đó, thì mình cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của người đó trước khi mình dùng suy nghĩ để phát hiện ra rằng có cái điều gì đó không ổn đang xảy ra ở bên trong người ấy. Các tác giả đang nhấn mạnh với chúng ta đây là ngay cả trong đời sống thông thường nhất thì cái cảm nhận hay là trực giác nó cũng có thể xuất hiện trước khi ta dùng lý lẽ để phân tích và để hiểu. Các ý nghĩa có được thông qua sự trải nghiệm trực tiếp thường mạnh hơn rất nhiều so với các ý nghĩa có được qua tư duy nhận thức. Trong một mối quan hệ, trải nghiệm được yêu thương là một cảm nhận rất phức tạp mà các suy nghĩ hợp lý hoặc các phát biểu thành lời khó có thể chuyển tải được hết ý nghĩa. Và đây là điều nên nhớ khi chúng ta làm tâm lý trị liệu nhé. Nó không đơn thuần là một cái khoa học có những cái kỹ thuật được thiết kế sẵn. Thông qua sự tương tác với mẹ, đây ở đây là tác giả bài viết đang muốn hướng đến cái chuyện là về phát triển của con người. Thông qua sự phát triển, thông qua sự tương tác với mẹ, đứa trẻ nhũ nhi có thể thông báo cho mẹ nó biết rằng người mẹ đã có thấu hiểu nó hay không. Điều này không có nghĩa là đứa trẻ phải có được một khái niệm về sự thấu hiểu. Một cách tự nhiên, đứa trẻ và người mẹ đã có những cái tương tác không dùng lời, không dùng lý, và họ có thể thông báo cho nhau là mình đã hiểu người kia hay không, hoặc là thông báo rằng là người kia đã hiểu tôi chưa. Đứa trẻ cảm nhận trực tiếp cái cách thức tương tác hài hòa hiểu nhau giữa bản thân nó và mẹ của nó. Đây là điều mà tác giả Stern từ năm 1985 đã phát hiện trong cái quan sát của về quan hệ mẹ con. Tác giả Jenlin thì tin rằng trải nghiệm có tính phức tạp hơn là tư duy hợp lý và sự diễn đạt bằng lời. Chính trải nghiệm mới là nguồn lực cho sự sáng tạo. Cũng có tác giả đưa ra cái cảm nhận giải thích như thế này. Khi mà Albert Einstein, cái nhà khoa học đã đưa ra cái thuyết tương đối, thì có lẽ là ông ấy đã có được cái cảm nhận về thuyết tương đối trước khi ông ấy có thể phát biểu nên cái lý thuyết đó bằng lời lẽ, bằng chữ nghĩa. Chúng ta cũng có thể cảm nhận được có một điều gì đó không ổn trong một mối quan hệ trước khi có thể dùng lời để nói ra đó là điều gì. Trong nội tâm chúng ta cũng có một cái trực cảm, một cái felt sense về cách thức mà cuộc sống của chúng ta đang diễn ra và cách thức mà các tình huống ấy đã xảy đến với chúng ta. Cũng theo tác giả Jenlin, chính ở trên cái bình diện về cảm xúc
mà những cái thay đổi nó có tính trị liệu mới có thể xảy ra. Chúng ta tưởng tượng như nó có mấy cái bình diện khác nhau nha. Bình diện gì đó nó có tính công khai, diễn giải được bằng lời thì nó thuộc về tầng tư duy, nhận thức. Còn cái bình diện gì đó nó thâm sâu hơn, nó ở phía dưới hơn thì nó thuộc bình diện trải nghiệm, cảm xúc. Và ở đây cái tác giả Selin nói rằng chính ở trong cái bình diện cảm xúc đó, đó mà những cái thay đổi có tính trị liệu nó mới có thể xảy ra. Nó khác với là một số các cái lý thuyết gia về trường phái nhận thức ấy, thì người ta xem cái việc thay đổi về nhận thức ở trên cái tầng tư duy thì nó dẫn đến các cái thay đổi. Đây là những nhãn quan khác nhau trong tâm lý trị liệu. Và việc trị liệu tâm lý theo trường phái tâm chủ trọng tâm phải dẫn đến một sự chuyển đổi về cách thức mà chúng ta liên hệ bản thân mình với cái thế giới bên ngoài, sao cho sự biến đổi ấy có thể được cảm nhận trực tiếp thay vì chỉ là những sự thay đổi về mặt lý trí, về mặt lý lẽ. Đây chính là cái điều quan trọng để phân biệt giữa cái lý thuyết của trường phái thân chủ trọng tâm với lý thuyết hành vi, với lý thuyết nhận thức. Đây là chính là điều mà chúng ta cần nên ôn đi ôn lại để phân biệt khi mà mình học các cái loại học thuyết khác nhau. Ta nói tiếp thêm theo thêm cái phần về feeling, cảm xúc. Có cái cách dịch mà nó phân biệt được với cái tình cảm, với emotion ấy, thì ta dịch cái feeling là những cái cảm nhận. Nhà trị liệu thân chủ trọng tâm được biết đến như là những cái nhà trị liệu mà có cái tác phong thường hay khuyến khích thân chủ hãy tin tưởng vào cái cảm nhận của mình, hoặc là làm thế nào đó với cái cách thức là chạm đến cái cảm xúc bên trong của mình. Cảm xúc theo quan điểm của các nhà trị liệu theo trường phái thân chủ trọng tâm nó còn có cái tính bao hàm luôn cái khái niệm về tình cảm. Nó lại là tình cảm là emotion, còn cái cảm nhận thì là feeling. Trong khi ta cảm thấy giận hoặc buồn thì thực sự ra ta đang cảm nhận những cái khuôn mẫu ý nghĩa phức tạp hơn thế. Để nhận biết được những tình cảm, cùng lúc ta phải nhận biết được để nhận biết được, để cảm nhận được thì cùng lúc ta phải nhận biết được những tình cảm nào mà ta đang có, đồng thời nhận biết được kiểu cách liên hệ giữa ta và thế giới bên ngoài đang xảy ra như thế nào. Feeling nó có thể được hiểu giống như là nhận ra ta có những tình cảm như thế nào. Thì đó là cái cách để mình hiểu nó khác nhau giữa feeling và emotion, giữa cảm nhận và tình cảm. Ví dụ ta có thể cảm thấy có điều gì đó bất ổn trong cuộc sống và cảm thấy cuộc sống của ta đang bị mất thăng bằng. Cái cách nói đó cho thấy là feeling, tức là cái cách mà mình nhận biết điều gì đang xảy ra, kể cả những điều đang xảy ra đó là những tình cảm như thế nào, hoặc là mối quan hệ của ta với môi trường xung quanh là đang như thế nào. Khi mà mình nói rằng hãy tin tưởng vào cuộc sống của bạn thì cũng có nghĩa là hãy lắng nghe cảm xúc hay là cảm nhận của mình như là một nguồn thông tin quan trọng, chứ nó không có nghĩa là hãy làm theo những gì người khác bảo hoặc là làm theo những gì mà cái cảm xúc đó mách bảo. Đây có một ví dụ. Một nữ thân chủ nói với nhà trị liệu rằng cô cảm thấy chồng cô không yêu thương cô nữa. Thì về mặt tâm lý, cô thân chủ đó nghĩ và nói ra điều này. Cô đã không thể dẫn ra một lý lẽ nào để có thể giải thích được cảm nhận ấy. Trong khi đó, cái người chồng nói với cô ấy rằng anh ta vẫn yêu cô. Nhà trị liệu thì kết luận rằng cô có thể đang nhận định sai hoàn cảnh hiện tại, do bởi cô đã có những vấn đề trong mối quan hệ với cha cô hồi còn bé. Cái xin mở ngoặc đây. Đây là một cái ví dụ giống như là cô thân chủ này đã được nhà phân tâm nói như thế chẳng hạn.
Sau đó người nữ thân chủ này đã tìm đến một nhà trị liệu khác. Và chỉ sau hơn một tháng, diễn biến của câu chuyện thật ngoài đời, chồng cô tuyên bố rời bỏ cô. Trong trường hợp này, người ta thấy rằng cái cảm nhận của cái cô thân chủ đã đi trước một cái thực tại, sau đó nó diễn ra. Còn ngay lúc mà cô ấy đang cảm nhận có cái gì đó bất ổn thì có thể bằng lý lẽ đã không chứng minh được. Khi mà người chồng tuyên bố rời bỏ cô ấy, anh ta thừa nhận rằng trong nhiều tháng qua mình đã có một mối quan hệ ở bên ngoài và không thực sự yêu cô ấy nữa. Rõ ràng là những cảm xúc của thân chủ trong trường hợp này chủ yếu đã dựa vào những thay đổi trong cách thức cư xử của người chồng đối với cô. Những thay đổi tinh tế đến mức nếu chỉ sử dụng lý trí thì cô khó có thể nhận dạng được nó. Đây là một cái mô tả, một cái ví dụ để cho thấy rằng đôi khi cái trải nghiệm trực tiếp một cách tinh tế về những gì đang xảy ra trong mối quan hệ, hoặc là những cảm nhận có tính mơ hồ hoặc là trực giác, thì đôi khi nó đi trước những khả năng về lý lẽ của chúng ta. Tuy nhiên, những cái cảm nhận này, những cảm xúc này không luôn luôn lúc nào cũng đúng, và đôi khi có thể dẫn đến việc thấy một việc gì đó có vẻ đúng dù thực tế có thể là không đúng như vậy. Thì đây là cái tính chất chung thôi. Những cái cảm nhận thì nó nhạy, và cái gì nhạy thì nó thiếu cái tính chính xác. Ngược lại, cái gì đó có tính lý lẽ thì nó hướng đến việc chính xác và chính thức hơn trong cái việc phát biểu, nhưng mà đôi khi nó đi chậm hơn so với những cái trải nghiệm về cảm xúc và trực giác. Trong trường phái thân chủ trọng tâm, người ta khuyến khích một người nên tin vào những cảm nhận mặc dù người ta có thể biết rằng đôi khi nó không có đúng. Trong trường hợp của cô thân chủ nêu trên, việc cảm nhận có gì đó không ổn trong mối quan hệ vợ chồng cũng có thể là đã không đúng. Tuy nhiên, nếu cô ấy vẫn tin vào cảm xúc của mình thì cô có thể tiếp tục kiểm định lại dựa trên những trải nghiệm mà cô đã có từ trong cuộc sống chung với chồng mình. Đây cũng là cái điều mà mình có thể vận dụng ở trong cái mối quan hệ khi làm việc giữa thân chủ và nhà trị liệu. Việc mà nhà trị liệu có thể có những cảm nhận gì đó về thân chủ của mình cũng có thể đúng, cũng có thể không đúng. Nhưng mà trường phái thân chủ trọng tâm khuyến khích nhà trị liệu hãy dựa trên cảm nhận, hãy tin vào cảm nhận, và qua thời gian vẫn nên kiểm định lại cái cảm nhận đó nó có đúng hay không. Cả hai cái nguồn thông tin, tức là về cảm nhận cũng như là về lý lẽ, đều có thể sai lầm. Nhà trị liệu thân chủ trọng tâm thì tin rằng những người có chức năng sống đầy đủ thì có thể sử dụng tất cả những cái gì mình có thể vận dụng cả những cái tư duy hợp lý và giải quyết vấn đề, lẫn cả những khả năng có thể sử dụng những cảm nhận, những cái kinh nghiệm của mình về những gì mà đang xảy ra, cũng có thể dựa vào đó để đi tìm những ý nghĩa gì đó nó có cái tính riêng biệt, rất là ý nghĩa riêng biệt đối với bản thân mình. Cả hai nguồn thông tin như thế, dù là bằng lý trí hay là bằng cảm nhận, cũng đều có thể sai lầm. Nhưng mà những ai làm tâm lý trị liệu cũng đều có thể học cái cách vận dụng nó ở cả hai cái nguồn lực như thế, kể cả về mặt lý lẽ lẫn cái khả năng cảm nhận của mình. Và những ai mà trong đời sống mà các tác giả của trường phái thân chủ trọng tâm á, gọi là những người có chức năng sống đầy đủ, thì có thể rất có khả năng về việc vận dụng cả hai cái nguồn lực như thế, về cả về lý trí lẫn về cảm nhận của bản thân. Làm sao để có thể mình hiểu rằng cả hai nguồn thông tin đó đều có thể sai lầm, và việc thực hiện chức năng sống đầy đủ cần phải xem xét lại cả hai nguồn thông tin đó. Bằng cách đó có nghĩa là chúng ta đều vận dụng và sử dụng được nó. Phần còn lại tôi xin nói ngắn gọn về cái ý niệm về cái ngã như một tiến trình. Một lần nữa ta lại nhắc lại
cái ngã như một tiến trình, self as process. Đối với học thuyết thân chủ trọng tâm, cái ngã không phải như một sự vật hoặc như một tác nhân ở bên trong con người, mà là cái cách một người trải nghiệm về chính mình như một con người trọn vẹn ở một thời điểm nhất định nào đó, tức là ở từng cái thời khắc sống trong đời. Mỗi người trong chúng ta đều có thể có một cái trải nghiệm về bản thân mình. Cùng lúc ấy, chúng ta định hình nên những ý niệm về chính chúng ta nhằm giúp chúng ta tổ chức lại những gì mình hiểu biết về thực tế cuộc sống theo cùng một cách thức mà ta dùng để tạo nên những ý niệm về những sự vật khác. Khi ta ý niệm về sự vật khác thì ta có bên trong tâm trí của mình về những khái niệm, về cái bàn, cái ghế, về người nọ, người kia. Nhưng mà những cái ý niệm về chính bản thân mình thì nó hình thành nên cái trải nghiệm về cái ngã. Và chúng ta định hình nên những cái ý niệm về chính chúng ta nhằm giúp chúng ta tổ chức lại những gì mình hiểu biết về cuộc sống theo cùng một cách thức mà ta dùng để tạo nên những ý niệm về những sự vật khác. Cái ý niệm về bản thân này ta còn gọi là self-concept, là một kiểu cấu trúc trong sự hiểu biết của chúng ta để sử dụng như một cái tấm bản đồ để giúp chúng ta định hướng, lèo lái và đi trong cái thực tế. Nó có tính chất đa chiều kích, nhưng có hai khía cạnh quan trọng mà có thể bàn đến ở đây. Một, đó là cái ngã thực, real self concept, và cái ngã lý tưởng, tức là ideal self concept. Cái ngã thực là hình ảnh của chúng ta về một con người mà ta nghĩ ta thực sự đang là. Còn cái ngã lý tưởng là hình ảnh của chúng ta về một con người mà ta nghĩ là ta nên là, tức là nó chưa hẳn là lúc này mà ta nghĩ là ta nên là. Còn cái ngã thực ấy, là ta nghĩ là ta thực sự đang là. Một người có chức năng sống đầy đủ sẽ giữ lấy hai khía cạnh như thế của cái ngã một cách chừng mực. Sẽ là không lành mạnh nếu chấp giữ vào một cái ngã quá cứng nhắc, vì cái ngã sẽ luôn trưởng thành và thay đổi. Theo ý rằng cái gì mà ta thấy ta đang là đó, nó cũng không phải luôn luôn lúc nào cũng là như thế. Cũng như là ngược lại, nếu ta chấp giữ cái ngã lý tưởng thì cũng không phải lúc nào ta cũng phải trở thành cái gì khác mà quên mất cái ta đang thực sự đang là. Cho nên ở đây mới nói rằng sẽ không lành mạnh nếu ta chấp giữ vào một cái ngã quá cứng nhắc, vì cái ngã sẽ luôn trưởng thành và thay đổi. Chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại ý niệm về cái ngã của mình. Ngay cả là cái ngã mà ta thấy ta đang là, ta cũng phải thấy nó đang trong quá trình phải điều chỉnh và thay đổi. Và ngay chính cái ngã lý tưởng cũng không phải là một cái thực tại gì đó nó đứng yên để khi ta đạt đến thì nó gọi là xong. Chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại ý niệm về cái ngã của mình để phù hợp với những trải nghiệm sống mới, bởi vì chính ta cũng đang trong bối cảnh đang có những liên hệ với thế giới bên ngoài. Cũng như chúng ta cũng phải sửa đổi các ý niệm khác sao cho phù hợp với những trải nghiệm sống của bản thân. Tính hài hòa cũng có thể thể hiện ở bên trong những cái ý niệm như thế. Khi ta nói về, ta luôn luôn phải nhận biết về sự diễn biến thay đổi của cái ngã, nó đang trong tiến trình thay đổi và điều tự điều chỉnh. Để kết thúc bài viết mà bài nói chuyện này thì tôi cũng xin có một lưu ý với các bạn về cái chữ là cái ngã hay là bản ngã. Cái ngã mà ta đang nói đến ở đây đã được định nghĩa rất rõ trong bài nói chuyện, và xin đừng lầm nó với khái niệm về cái ngã trong Phật giáo. Rất nhiều người đã liên tục tranh cãi về điều này, thì chúng ta phải nhấn mạnh lại một điều nữa. Tôi không có hàm ý nói về cái ngã ở trong Phật giáo, lý thuyết mà chúng ta học ở đây để ứng dụng trong tâm lý trị liệu. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Xin chào và hẹn gặp lại trong kỳ sau.